Chương 4. Thiên Mai đi lang thang trong trường tìm chỗ học. Cô chọn được một bàn trống trên góc khuất hành lang, rồi bày tập vở ra bắt đầu ngồi nhìn xe cộ. Chiều nay cô lại thấy buồn, đúng hơn là cảm giác trống vắng đến lạ lùng. Cô không hiểu tại sao đầu óc cứ lẫn quẩn với hình bóng Huỳnh Nhiên, với một nỗi buồn đến khó giải thích. Dĩ nhiên là cô chưa hề khóc, nhưng nếu mà khóc được rồi, sau đó quên đi như giấc mơ. Từ sau buổi tối có thái độ hất hủi bất chợt ấy, Huỳnh Nhiên biến mất không một lời từ giã. Cô tự ái vì bị hằn học, tự ái vì bị bỏ rơi như món đồ chơi đã bị chán. Cô đã cố không nghĩ tới con người vô duyên đó, nhưng càng muốn tránh thì lại càng nhớ. Thật là vô duyên. Thì Mai lắc đầu, cố không nghĩ ngợi lan man nữa. Cô lôi tờ báo ra, cắm cúi đọc, để đừng nhớ tới cái tên Huỳnh Nhiên. Có tiếng chân rất nhẹ trên hành lang, thì Mai cũng không tò mò xem đó là ai. Một lát sau, tiếng chân đến gần cô, rồi một giọng nói trầm trầm của một tên con trai. Tôi có thể ngồi chung được không? Thì Mai cảm thấy giọng nói khá quen, nhưng cũng không buồn ngước lên. Cô lẳng lặng, gom tập lại rồi ngồi nhích qua một bên. Gã con trai ngồi xuống bàn, nhưng lại không bày tập ra. Hắn đang tay vào nhau, đặt trên bàn, như thể đang ngồi trong bàn hội nghị. Áo sơ mi dài tay, gài kính, thật nghiêm túc. Nghiêm chỉnh dữ. Thì Mai nghĩ thầm, rồi tiếp tục đọc báo. Cô có cảm giác hắn đang nhìn mình. Làm quen kiểu đó không ép phê đâu. Cô rất ghét bị con trai tán tỉnh sổ sàng như vậy. Cô ngồi nhích ra đầu bàn, chăm chú lật sang trang khác. Hắn chợt lên tiếng. Anh không nghĩ là em không nhận ra anh, nhưng đúng là em đã không nhận ra. Không phải hình như, mà là chắc chắn. Đó là giọng của Huỳnh Nhiên. Thì Mai quay phắt lại sửng sốt. Vậy là anh nãy giờ, sao anh lại ở đây? Còn em, tan học sao không về nhà? Có phải định trốn anh không? Trốn anh ta? Tưởng tượng phong phú nhỉ? Tự cao vừa vừa thôi chứ. Cô xếp tờ báo lại. Anh vô đây chi vậy? Huỳnh Nhiên cúi xuống nhìn cô, ánh mắt thật tình tứ. Anh đi tìm em. Thì Mai ngước nhìn anh một cái, dù đang rất không muốn, cô cũng phải thừa nhận. Ánh mắt của anh ta làm tim cô nhói lên và đập mạnh xúc động. Cô quay mặt tìm chỗ khác lảng tránh. Huỳnh Nhiên nói tiếp. Mấy lần anh đến quán không gặp em, hỏi ra mới biết em đã nghỉ làm. Có chuyện gì vậy? Đâu có gì, tại bà giỡn nhiều quá tôi không kham nổi. Huỳnh Nhiên gật đầu. Vậy thì được, anh chỉ sợ em đã xảy ra chuyện gì. Thiên Mai ngồi im, cử chỉ của anh ta có vẻ tự nhiên quá. Chắc là anh ta không nhớ mình đã như thế nào hôm sinh nhật mẹ anh. Còn cô thì không khi nào quên. Cô chợt thấy giận lên. Bộ cô là con búp bê sao? Để anh muốn điều khiển thế nào cũng được. Cô nhìn anh một cái đầy ác cảm. Huỳnh Nhiên hình như không hiểu. Em nhìn gì vậy? Anh lạ lắm hả? Tôi không nghĩ là có thể còn gặp lại anh. Sao vậy? Hơn một tháng không gặp, em không nhớ anh thật sao? Tại sao tôi phải nhớ anh? Vì anh rất có thiện cảm với em, ít nhất em cũng phải rung động chứ. Thì Mai lạnh lùng. Tôi không biết rung động là gì, nhất là với một người coi tôi như trò đùa. Huỳnh Nhiên nhíu mày. Cái gì là trò đùa, anh không hiểu. Không hiểu thì ngồi đó mà tự tìm hiểu. Tôi về đây. Vừa nói cô vừa gom mấy quyển tập cho vào giỏ. Huỳnh Nhiên giữ tay cô lại, giọng như nài nỉ. Anh đã làm gì để cho em giận? Làm ơn nói với anh đi, Mai. Thì Mai ngồi im, anh ta đã thực sự không nhớ chuyện đó và chưa chắc đã ý thức được việc làm của mình. Vậy thì nhắc lại làm gì? Dĩ nhiên là cô sẽ được nghe những lời xin lỗi rồi, mà cô thì không thích người khác gượng ép. Cô nói như buông xuôi. Không có gì hết, lúc nãy tôi nói bậy đó. Huỳnh Nhiên tin ngay và không hề thắc mắc tâm trạng của cô. Hình như anh cũng đang vướng bận ý nghĩ nào đó trong đầu nên có vẻ bồn chồn. Tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước. Chắc là không được, tôi không rảnh. Nếu việc không gấp, em có thể gác lại. Anh có chuyện muốn nói với em, chuyện quan trọng. Thì Mai nhìn anh tò mò. Cô đã hai lần nghe được chuyện quan trọng của anh rồi. Mỗi lần gặp cô là y như là anh đều có một chuyện gì đó. Không biết lần này thì là gì. Cô hơi nhìn xuống. Vậy thì anh nói đi. Ở đây dù sao cũng yên lặng hơn trong quán. Huỳnh Nhiên chợt nhìn quanh. Đúng là ở đây rất yên lặng. Và bóng tối đang bắt đầu phủ xuống. Anh chợt hỏi một câu thật xa đề. Hình như em hay ở đây một mình lắm hả? Thỉnh thoảng thôi. Huỳnh Nhiên không nói gì.
anh cứ im lặng như cân nhắc đắn đo. Thì Mai cũng ngồi im, cô vô tình vẽ những đường vớ vẩn trên giấy, chờ nghe anh nói chuyện quan trọng của mình. Thấy Huỳnh Nhiên nhìn xuống dưới chăm chăm, như quên mất luôn người bên cạnh đang chờ nghe, cô đành nhắc: "Anh Nhiên, lúc này anh nói là cần nói chuyện với tôi mà." "Anh không quên, vậy thì anh nói đi, chuyện gì vậy?" Huỳnh Nhiên chống tay lên bàn nhìn Thi Mai, hỏi một câu mà cô không ngờ tới. "Lúc vắng nhau, em có nhớ anh không?" "Cái gì? Đó là chuyện quan trọng của anh đó hả?" Thi Mai chợt nổi giận: "Nếu anh thấy cần phải hỏi mấy chuyện như vậy thì phiền anh cứ ở đây một mình, tôi không có thời giờ nghe những lời bẩn cợt như vậy." Thái độ bất ngờ của cô không hề làm Huỳnh Nhiên lúng túng, anh bình tĩnh nhìn cô: "Đừng hiểu lầm như vậy Thi Mai, anh nói cái gì cũng đều có nguyên nhân của nó." Thi Mai không nói gì nhưng vẫn như chưa hết giận. Huỳnh Nhiên quyết định không rào đón nữa: "Em biết không, anh phát hiện ra là anh rất yêu em, yêu đến nỗi anh không thể im lặng lâu hơn nữa." Thi Mai ngồi lặng người, mắt mở lớn, cô nhìn trân phía trước, tưởng như tim mình vừa nảy lên một nhịp. Đó là điều bất ngờ lớn lao nhất đối với cô từ trước đến giờ. Đó là cảm giác sung sướng đến choáng váng. Thấy cô cứ ngồi im, Huỳnh Nhiên chủ động đặt tay lên tay cô, kéo về phía mình. Thi Mai nhìn anh bưng bê những ngón tay của mình, cô muốn rụt lại nhưng không được. Anh mỉm cười: "Em có biết thế nào là 10 ngón thiên thần không? Tay em như vậy đó, rất kiêu sa." Chịu hết nổi, Thi Mai nhất định rút tay về, cô giấu dưới gầm bàn: "Anh đừng có như vậy nữa, tôi không quen đâu, tôi dị ứng với mấy cử chỉ như vậy lắm." "Nhưng hy vọng là em không từ chối một cách tuyệt đối những cử chỉ như vậy." "Vâng." Huỳnh Nhiên mỉm cười, mắt anh hơi nhắm lại như rất bằng lòng. "Nói đi, em có yêu anh không?" "Có, tôi có thấy như vậy." Nói xong Thi Mai mới giật mình, cô bụm miệng lặng người đi vì xấu hổ. Cô cần phải phơi bày hết tình cảm của mình vội vã như vậy không? Thậm chí nói một cách trơn tru như bàn về việc học, đó đâu phải là bản chất của cô. Có nhiều chuyện cô làm mà không hiểu được mình đang làm gì, ví dụ như là chuyện này. Huỳnh Nhiên như không để ý cử chỉ của cô, anh cười âu yếm: "Sao lại là thấy phải biết chứ?" Và anh cúi xuống. Lần đầu tiên Thi Mai biết thế nào là hôn, là cảm giác ngây ngất sao xuyến của lần đầu biết yêu. Cô chơi với níu chặt áo anh. Huỳnh Nhiên ngẩng lên, trên môi anh thoáng một nụ cười tự hào của người con trai được chiếm lĩnh trọn vẹn. "Từ đó giờ chưa có ai hôn em có phải không Thi Mai?" Thi Mai xấu hổ giấu mặt trong cổ anh: "Vâng, anh là người đầu tiên." "Em trong sáng quá, em làm anh..." Huỳnh Nhiên lắc đầu như không diễn đạt được hết suy nghĩ của mình. Thi Mai tò mò ngước lên: "Sao anh không nói nữa? Em muốn biết anh thật sự nghĩ gì về em. Đến giờ em cũng không tin anh yêu em nữa." "Em nghi ngờ anh." Thi Mai ngồi thẳng lên, hơi né người khỏi anh: "Có những việc anh làm mà em không hiểu được. Lần trước đưa em về, anh cư xử với em như kẻ thù. Em có cảm giác anh bực tức về vấn đề gì đó trong lòng, và anh trút cơn giận đó vào em. Sau đó anh biến mất như chưa từng quen biết. Rồi bây giờ lại bảo yêu em. Và trong mắt em, anh có cái gì đó không bình thường." Huỳnh Nhiên nói tiếp. Thi Mai gật đầu thú nhận: "Vâng, dù là rất tin anh, em vẫn không thể không nhìn lại tất cả những gì anh đã làm." Huỳnh Nhiên giang hai tay trong một cử chỉ bất lực, anh hơi nhún vai: "Anh không hiểu lần đó anh đã làm gì để em giận. Thực tình là anh không nhớ nổi. Câu chuyện một tháng anh biến đi là không đúng. Tại em mà, em nhớ không? Lẽ ra người giận phải là anh. Em nghỉ việc ở quán rượu mà không nói với anh một tiếng. Anh tìm em lung tung vẫn không gặp. Vậy mà anh có giận em đâu." Thì Mai đuối lý im lặng. Lý lẽ của anh vững chắc quá, cô cãi không nổi. Và mặc dù ấm ức vì Huỳnh Nhiên không chịu xin lỗi, cô vẫn phải thừa nhận anh nói rất đúng. Như vậy thì chính cô mới là người có lỗi. Thấy vẻ chịu thua của cô, Huỳnh Nhiên nghiêng người tới. Anh nhìn vào mặt cô với một vẻ mệnh lệnh: "Bỏ tật nghi ngờ đi Mai. Nếu em cứ mỗi chuyện mỗi giận thì anh thật tình chịu thua. Anh không thể đoán được lúc nào em giận để chịu chuộng. Như vậy hai đứa sẽ không thoải mái, em hiểu không?" Thi Mai gật đầu một cách máy móc. Anh nói tiếp: "Em phải nhớ những điều anh nói hôm nay, nhớ không?" Thi Mai ngồi im, cô mang máng cảm thấy ở anh một tính độc đoán đến khắc nghiệt. Chỉ vừa mới tỏ tình với cô mà anh đã thể hiện uy quyền, như thể cô đã thuộc quyền sở hữu của anh. Tự nhiên cô muốn phản kháng,
muốn nói một cái gì đó không khuất phục, nhưng Huỳnh Nhiên hình như đã quên bẵng điều đó. Anh ôm lấy cô, âu yếm như một đứa bé. Em biết không, mấy ngày không gặp em, anh không còn tinh thần để làm gì cả. Mỗi tối anh xem băng video của em, nhìn cho đỡ nhớ. Anh không biết mình đã làm gì để bị coi thường. Sao em không liên lạc với anh hả Mai? Em không nghĩ ra. Thì Mai nói một cách máy móc. Cô bận suy nghĩ xem làm thế nào để nói với Huỳnh Nhiên rằng anh rất độc đoán. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã nói một câu làm cô muốn rụng tim. Mình đám cưới nha Mai, em có muốn làm vợ anh không? Cái gì? Cô nhìn Huỳnh Nhiên sững sờ, như nhìn một người ngoài trái đất bay tới. Bất giác cô ngồi nhích ra xa anh. Anh nói gì vậy? Em không tin anh đã nói như vậy đó. Một là anh hấp tấp, hai là anh đùa cợt. Ngay cả chuyện này mà anh cũng đùa được sao? Huỳnh Nhiên liếm môi, lông mày như cao lại. Anh nói cân nhắc từng chữ. Không ai lố bịch đến mức đem chuyện cưới hỏi ra đùa cợt bao giờ. Em xem anh là gì vậy? Một thằng hề hay là một tên ngốc? Thì Mai ngồi im không dám trả lời. Từ nãy giờ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà Huỳnh Nhiên đã đưa cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tỏ tình thì cô có thể chấp nhận được, nhưng vừa nói yêu đã bảo cưới thì cô không tưởng tượng nổi. Cô chưa từng thấy ai như vậy bao giờ. Thấy cô im lặng, Huỳnh Nhiên chọn qua vai cô, nói như dỗ dành. Đừng nghi ngờ như vậy Mai, chỉ có những tên sở khanh mới muốn quen qua đường mà không nghĩ đến trách nhiệm. Em muốn anh là loại người như vậy sao? Yêu nhau thì phải đi đến hôn nhân chứ. Nhưng cần phải có thời gian chứ anh. Mình biết nhau gần hơn 3 tháng, thời gian đó chưa đủ dài sao? Đối với anh, khi đã yêu thì chỉ cần một phút để quyết định gắn bó. Còn không thì thôi, anh không cần chiều dài của thời gian để suy nghĩ chọn lựa. Thế cô không nói, anh kéo cô vào người. Em có biết từ chối như vậy là xúc phạm anh không? Thì Mai rối trí ngồi im. Tất cả những gì anh lập luận đều rất có lý. Hình như anh nói điều gì cũng có lý và đầy thuyết phục. Nhưng cô vẫn thấy có gì đó không ổn. Cô sẽ nói sao với gia đình và bạn bè về cuộc hôn nhân bất ngờ này? Lấy chồng chứ đâu phải đi mua sắm, mà chỉ cần một khoảnh khắc là có một ông chồng. Và cô đã hiểu gì về anh đâu. Thì Mai ngước lên thuyết phục. Đừng bắt buộc em như vậy, em sợ lắm anh Nhiên. Anh hãy cho em có thời gian để quen với anh. Em chưa kịp quen với ý nghĩ mình có người yêu thì đã có chồng. Như vậy gượng ép lắm, em không quen đâu. Giọng Huỳnh Nhiên ngọt liệm. Em sợ lấy anh rồi khổ sao? Anh bảo đảm làm vợ anh, em sẽ sung sướng hơn cả cuộc sống hiện tại của em. Em sẽ không phải làm gì hết. Nhưng em vẫn chưa biết nhiều về anh. Huỳnh Nhiên chợt buông cô ra, vẻ mặt thay đổi hẳn. Anh lầm lì. Em muốn biết gì? Bao nhiêu đó chưa đủ sao? Anh đâu có giấu giếm thân thế của anh. Em đã xúc phạm anh rồi đó Thi Mai. Thi Mai chống cằm ngồi im khổ sở. Tại sao tính tình anh kỳ quặc như vậy chứ? Muốn cái gì là phải được cái ấy. Anh đã quen với phong cách giám đốc rồi và định áp dụng nó luôn với cô sao? Cô nói nhỏ nhẹ. Em xin lỗi, em không thể chịu anh được. Cho em thêm thời gian đi. Chờ 2 năm nữa em ra trường, lúc đó. Huỳnh Nhiên nhíu mày nhìn cô, rồi lạnh lùng. Hoặc là cô đồng ý làm vợ tôi hoặc là chia tay. Tôi không thích bị cự tuyệt như vậy. Tôi tệ đến mức cô không dám nghĩ tới chuyện gắn bó với một người như tôi sao? Anh đứng dậy nghiêm nghị. Cô suy nghĩ và lựa chọn đi. Anh bước ra khỏi bàn và bỏ đi. Thi Mai ngồi chết sững nhìn theo bàng hoàng. Cô nhìn theo dáng Huỳnh Nhiên đi trên hành lang, cố làm quen với ý nghĩ đó là một người rất thân với mình. Nhưng cô không quen được. Trong dáng đi của anh có một vẻ gì đó quá tự tin kiêu ngạo. Trong mắt cô bây giờ, anh là một giám đốc đang thể hiện quyền uy của mình và đang nổi giận gay gắt khi bị từ chối. Đó là chân dung một Huỳnh Nhiên độc tài khe khắc, thật xa lạ với cô. Thì Mai gục đầu xuống bàn. Cô bỗng nhớ hình ảnh Huỳnh Nhiên trong lần đầu biết anh, sài khước và đầy vẻ chán đời bê tha. Thế rồi một ngày sau đó, hình ảnh ấy thay đổi hẳn. Anh xuất hiện trước mặt cô tỉnh táo lịch sự và rất hào hoa. Và đến lần thứ 3 thì lại có phong cách lôi chôi vui vẻ và có lúc đùa cợt như con nít. Càng nghĩ, cô càng thấy hoang mang. Cô không hiểu đâu mới thực sự là bản chất của anh và cô yêu anh vì cái gì. Có lẽ cô yêu tính cách đa dạng của anh. Cô lờ mờ cảm thấy mình sẽ rất khổ khi yêu một người như vậy. Nhưng tình yêu cứ như mũi tên, khi đã lao đi rồi thì có ai lấy lại được bao giờ. Bỗng nhiên cô thấy thật hoảng sợ nếu Huỳnh Nhiên không bao giờ tìm đến cô nữa. Đúng như thì Mai nghĩ, mấy ngày sau đó Huỳnh Nhiên không hề đến tìm cô. Mặc dù rất buồn,
thì Mai cũng cố tự an ủi mình rằng như vậy dù sao vẫn hay hơn. Cô không chịu nổi tính cách độc đoán của anh. Chiều nay thì Mai đến trông chừng quán giùm cô Tiết. Cô bận rộn liên tục nên không thấy Huỳnh Nhiên lững thững bước vào quán. Anh không đến bàn mà đi về phía quầy, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô. Anh giơ tay chào một cách thân thiện. Hôm nay em lại đến đây à? Định trở lại giúp cô em hả? Thì Mai đứng im nhìn anh. Cô không hiểu nổi tại sao anh có vẻ tỉnh bơ thế. Như thể một tuần trước đây cả hai không hề có chuyện xích mích. Anh nghĩ gì vậy? Huỳnh Nhiên nhắc lại. Em chưa trả lời anh đó, Thì Mai. Thì Mai nói miễn cưỡng. Tôi chỉ đến phụ cô tôi ít ngày thôi. Anh muốn uống gì? Gì cũng được. Thì Mai lẳng lặng pha nước. Huỳnh Nhiên gõ tay nhịp nhịp trên mặt quầy. Anh theo dõi những động tác của cô một cách thoải mái, thậm chí còn huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Thì Mai đẩy ly về phía anh. Anh nhướng mắt. Sao lại cho anh uống thứ này? Đổi lấy rượu đi em. Thì Mai định phản đối nhưng lại thôi. Suy cho cùng, anh ta là khách kia mà. Khách là thượng đế. Cô mà cãi lại thượng đế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhất là cô biết vị thượng đế trước mặt là nhà độc tài có 102 trên đời. Cô đẩy ly rượu đến trước mặt anh. Huỳnh Nhiên bất ngờ giữ tay cô lại. Anh hơi nghiêng người tới trước, nheo mắt. Em có biết tại sao hôm nay anh đến đây không? Cô không thắc mắc, bởi vì anh có quyền làm những việc mình thích. Tôi tìm hiểu làm gì? Kể cả những chuyện có liên quan tới em. Thì Mai quay mặt đi chỗ khác, cố tránh cái nhìn nóng bỏng của anh. Cô nói dửng dưng. Tôi không hiểu, anh muốn nói gì? Huỳnh Nhiên chồm người tới trước hơn. Nếu có người nào vô tâm trước sự độc ác của mình, thì người đó là em, Thi Mai. Thi Mai cố rút tay ra. Anh đừng cố gắng ghép cho tôi quá nhiều chuyện như vậy. Ngay lúc đó, người chạy bàn đến quầy đưa phiếu. Thi Mai vội rút tay lại, Huỳnh Nhiên cũng buông ra. Anh ngồi yên như chờ cô xong việc. Một lát sau quầy vắng người, anh lại tiếp tục câu chuyện. Hy vọng một tuần qua, em đã suy nghĩ lại. Tôi rất không thích cách đùa cợt của anh. Huỳnh Nhiên hơi nhíu mày. Đến giờ em vẫn cho đó là chuyện đùa. Thật là cố chấp. Anh chưa thấy ai đa nghi như em. Một đề nghị bất thường như vậy mà anh bảo tôi chấp nhận được sao? Cô nhăn mặt bất mãn. Cho dù là tôi có ế đến nơi và rất cần lấy chồng, tôi cũng không gật đầu như vậy đâu. Không chờ cưới thì thôi, làm gì dữ vậy? Huỳnh Nhiên nói và chợt phá lên cười vui vẻ. Thì Mai quảng hồn nhìn quanh. May là không có người để ý, cô lại nhăn mặt. Nếu anh cứ đùa như vậy thì anh ngồi đó một mình đi. Huỳnh Nhiên không cười nữa, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh vẻ tinh quái. Em không gật đầu cũng được, anh sẽ chờ. Nhưng mà em nên nhớ là trước sau gì em cũng sẽ thuộc về anh. Chắc chắn là như vậy đó. Thì Mai bậm môi. Anh tự tin quá đấy. Tất nhiên là tự tin rồi, vì anh sẽ không để em yên. Nếu như em có ý định gật đầu với người khác, anh thề là như vậy. Thì Mai im lặng, vừa cảm động vừa bực mình. Cô muốn rụng tim khi nghe cách tỏ tình đầy áp đặt của anh. Đồng thời cô lại thấy tức vì đã mềm yếu. Hình như con gái rất thích bị chinh phục dù dưới mọi hình thức. Còn cô thì dù cứng rắn đến đâu đi nữa thì cũng không phải là con trai. Tại sao mấy hôm nay anh không đến? Tôi nghĩ anh đã bỏ cuộc rồi. Thú thật là tôi rất nhẹ. Huỳnh Nhiên nheo mắt. Anh đâu có dễ bỏ cuộc như vậy. Anh đã nói là để em có thời gian suy nghĩ mà. Thế nào, đã nghĩ xong chưa? Anh biết rồi mà. Xin lỗi nha anh Nhiên. Không có gì nghiêm trọng cả, đừng có ngại. Anh đâu có ép em. Như vậy mà còn không ép. Thì Mai nghĩ thầm. Nhưng cô cũng lấy làm nhẹ vì sự thay đổi của anh. Thái độ giận dữ một tuần trước đây đã làm cô khổ sở không ít rồi. Cô rất dị ứng với những lần bị anh phật ý. Lúc ấy sấm sét đùng đùng, chịu không nổi. Huỳnh Nhiên nheo mắt trước cái nhìn dò xét của Thi Mai. Em nghĩ gì vậy? Hình như em muốn rút lời phải không? Rút lời cái gì? Không muốn quen với anh nữa. Nói khác đi là em thấy hối hận vì đã bảo yêu anh. Thi Mai cúi đầu suy nghĩ. Thật ra cô đâu có ý nghĩ đó. Nhưng đâu phải yêu là lập tức phải cưới ngay. Chẳng lẽ Huỳnh Nhiên không hiểu điều đó? Cô mím môi. Nếu anh cứ đem tình cảm ra đùa, tôi sẽ phải rút lời thôi. Từ đó tới giờ tôi chưa thấy ai kết hôn nhanh chóng như vậy. Như thế chẳng khác nào tôi đã... Thì Mai ngừng bặt, quay ngoắt sang chỗ khác, cố tình cách nói khác đi. Nhưng Huỳnh Nhiên đã nói thẳng thừng. Đã có thai với anh phải không? Thật là không chịu nổi. Thì Mai đổ bừng mặt. Cô không quen cách nói sổ sàng như vậy. Cô định phản ứng
nhưng Huỳnh Nhiên lại nói rất nghiêm chỉnh. Cái đó không có gì đáng xấu hổ cả, đừng có nghĩ anh ăn nói lung tung. Tóm lại là em chưa hiểu hết về anh đâu, Khoan kết luận. Một người khách đến quầy, Huỳnh Nhiên im lặng, ngồi quay nhìn ra ngoài chờ Thi Mai. Anh xoay xoay chiếc ly trên tay, thỉnh thoảng quan sát cô đang lây quay với công việc. Thi Mai cũng bận rộn suốt với khách. Cô nhìn Huỳnh Nhiên định bảo anh về trước, nhưng anh ra hiệu cho cô cứ tiếp tục công việc. Thái độ của anh như sẵn sàng chờ cô đến sáng. Thi Mai khẽ lắc đầu chịu thua, và dù không muốn, cô vẫn rất thích tính cách lì lợm như vậy. Khuya khi đưa cô về, Huỳnh Nhiên cứ lái xe lên quanh qua các con đường vắng vẻ. Anh có vẻ chăm chú lái xe và hoàn toàn thay đổi hẳn, không cười đùa cũng không thân mật như lúc trong quán. Thì Mai đã quá quen với những thay đổi đột ngột của anh nên cũng không thắc mắc lắm. Cô ngồi im chờ anh giải thích, nhưng hình như Huỳnh Nhiên không có ý định nói. Thấy anh cứ mãi miết nhìn phía trước, thì Mai đành nhắc, khuya rồi anh Nhiên. Anh biết, hình như anh không có ý định về nhà. Có chứ, tất nhiên. Và rồi lại im lặng, lại đi lung tung qua các con đường. Thì Mai bắt đầu hoang mang và sốt ruột, không cách nào hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu. Cô nhìn đồng hồ rồi quay qua Huỳnh Nhiên định nói, nhưng anh đã bất ngờ thắng xe sát vào lề. Thì Mai lo ngại nhìn ra ngoài, chỗ này tối thui lại không bóng người. Huỳnh Nhiên định làm gì vậy? Không để ý cử chỉ lo lắng của cô, anh nói nhát gừng, anh đang suy nghĩ xem làm cách nào để em nhận lời anh mà không cảm thấy bị áp đặt. Em làm anh ngạc nhiên vô cùng. Thì Mai rụt rè, ngạc nhiên cái gì? Nhìn em có vẻ ngoan hiền, ai ngờ bướng bỉnh không thể tưởng. Cô ngốc cách mấy, Thì Mai cũng hiểu anh nói gì. Cô khẽ lắc đầu, em rất thích vâng lời người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là ai bảo gì cũng gật. Em đâu phải là búp bê. Anh biết, vì em không là búp bê nên anh phải đau đầu với em. Nói thật nha, em càng từ chối thì chỉ càng khơi cho anh quyết tâm chinh phục. Em sẽ không thoát khỏi anh đâu. Chuyện này nói nhiều lần rồi, đừng nói nữa anh Nhiên, khuya rồi đó. Huỳnh Nhiên không để Thi Mai nói nhiều, anh nắm tay cô kéo mạnh về phía mình. Thi Mai ngã ập người vào anh, cái hôn mạnh mẽ như phủ bão của anh tước bỏ của cô mọi phản ứng. Rồi anh ngửa mặt cô ra nhìn chăm chú. Em thấy thế nào? Thi Mai nhắm mắt nói như hụt hơi, em không biết, anh làm em chết mất. Cô mở mắt nhìn anh, nhưng trong bóng tối cô không cảm nhận được gì trên nét mặt ấy, trừ mùi thuốc lá còn vương vất trên áo. Cô lại nhắm mắt, thả trôi mình trong cảm giác ngây ngất kỳ lạ. Lần thứ hai cô hiểu thế nào là cảm xúc khi được hôn. Tại Huỳnh Nhiên quá điêu luyện trong nghệ thuật tỏ tình, hay tại ngoại cảnh chi phối? Thì Mai không phân tích được điều đó, nhưng đúng là anh đã cho cô những rung cảm mới mẻ đầy ấn tượng. Huỳnh Nhiên cười hài lòng khi cô áp mặt một cách dịu dàng lên vai anh, không còn dấu hiệu của sự bướng bỉnh chống đối. Lúc này cô trở lại với nguyên vẹn bản chất một cô gái đang yêu. Anh lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ, trong bóng tối anh xỏ chiếc nhẫn vào tay cô, giọng ngọt liệm du dương như cách người ta nói với người yêu dấu nhất trên đời. Làm vợ anh đi Mai, anh đang cầu hôn với em đó. Một người như em làm sao anh dám đùa cợt qua đường. Em cứ giữ chiếc nhẫn này như một hình thức hứa hẹn, đến lúc nào em hiểu được rằng không thể thiếu anh thì lúc đó mình sẽ làm đám cưới, em đồng ý không? Thì Mai khẽ gật đầu. Cô thấy thật vô lý khi cứ khăng khăng tìm cách phủ nhận anh, trong khi cô yêu anh nghiêm chỉnh và sâu sắc đến như vậy. Huỳnh Nhiên tròn tay qua vai cô, thực ra anh cũng thấy mình vô lý, làm sao anh bắt em đồng ý ngay được, chuyện gì cũng phải có thời gian chứ. Thì Mai ngước lên cười sung sướng, phải chi anh hiểu sớm hơn, lúc trước bị anh giận em buồn ghê. Trong bóng tối cô không thấy được một vẻ gì đó gần như thất vọng trên mặt của Huỳnh Nhiên. Cô ngước lên, em không hiểu sao anh gấp thế, làm người yêu sẽ lãng mạn thú vị hơn, anh không thích như vậy sao? Huỳnh Nhiên chợt buông vai Thi Mai, em có biết vì sao anh gấp rút như vậy không? Có ai không thích mình kéo dài thời kỳ yêu nhau, nhưng anh thì không được như vậy. Dì nội anh đã già rồi mà lại tha thiết muốn anh lấy vợ, nếu là em có nỡ để người già thất vọng không ai? Thi Mai ngồi yên, cố gắng nhìn vẻ mặt anh, nhưng cô không thấy được gì, chỉ có cảm giác anh đang trong tâm trạng không vui. Lý do anh nói ra lại có sức thuyết phục cô gấp trăm lần lời năn nỉ. Tự nhiên cô cảm thấy mình có lỗi, thấy tội nghiệp anh
vì đứng giữa hai sức ép. Cô nói nhỏ, dĩ nhiên là đừng nên làm người lớn thất vọng. Em hiểu những người già lắm, cuộc đời về chiều đâu có gì vui ngoài con cháu. Nửa anh chắc yêu mến con cháu lắm chứ. Một nụ cười thoáng trên môi của Huỳnh Nhiên, anh nghiêng đầu về phía cô. Em hiền và biết thông cảm quá. Càng lúc anh càng thấy mình chọn đúng người để yêu. Vậy bây giờ thì sao? Còn từ chối anh nữa không? Em sẽ ráng làm quen với ý nghĩ đó. Anh không giận em chứ? Tất nhiên là không rồi. Anh đâu có bắt ép em. Thì Mai ngồi thẳng lên. Trong bóng tối, bàn tay cô nằm gọn trong tay anh và siết chặt. Cô không thấy được đôi mắt hơi nhắm lại của anh và một vẻ gì đó gần như cảm giác chiến thắng trên khuôn mặt của anh. Anh không cho phép mình thất bại đối với cô. Chương 5. Thì Mai ngồi chống cằm bên cửa sổ, mơ mộng nhìn trời. Đối với cô, đường phố lúc nào cũng đem lại cảm giác chật chội tất bật, không tìm đâu ra sự bình yên tĩnh lặng mà cô muốn. Cô thích nhìn ra hàng cây nghiêng nghiêng dưới bầu trời, thích nhìn những vạt nắng mong manh cuối ngày yếu dần nhòa trong gió. Những lúc như vậy, tâm hồn êm dịu, dễ chịu lạ lùng. Chiều nay thứ bảy, cô bỗng thèm đi chơi. Đã lâu rồi cô không có dịp đi đâu cả. Từ lúc đám cưới đến giờ, hơn 3 tháng, chưa lúc nào Huỳnh Nhiên rủ cô vào một quán nhạc. Vì sao vậy nhỉ? Thì Mai ngồi thừ ra nghỉ ngợi. Chiều nay tự nhiên cô khám phá ra điều này. Anh không khi nào đưa cô đi chơi hay đến nhà bạn bè của anh. Cô chợt nhận ra không gian của mình quá nhỏ hẹp. Có tiếng mở cửa, thì Mai biết chắc đó là Huỳnh Nhiên vậy. Cô đứng lên, chạy ào ra đến ôm cổ anh, cười mỉm miệng. Anh biết chiều nay thứ mấy không? Thứ bảy, thế thì sao? Huỳnh Nhiên vừa nói vừa nhìn Thi Mai. Anh không hiểu tại sao cô có cử chỉ nũng nịu như vậy. Thi Mai càng đứng sát vào anh hơn. Cô ngẩng đầu. Biết là thứ bảy, vậy mà anh không có ý định đưa em đi chơi sao? Đi chơi? Sao tự nhiên em nghĩ ra chuyện đó vậy? Bộ ghê gớm lắm sao? Chẳng khi nào anh đưa em đi đâu cả. Tối ngày cứ ở trong nhà. Em thấy mình giống bà già quá. Nhưng bà già muốn đi đâu thì có thể có cháu đưa. Còn em thì... Huỳnh Nhiên đưa tay lên miệng cô chặn lại. Thì Mai im bặt. Anh nhướng mắt. Rất may em chưa già lắm, có thể tự mình đi đâu nếu thích. Nhưng sao tự nhiên chiều nay em muốn đi với anh? Anh mệt lắm, không muốn đi đâu cả. Đừng làm phiền anh. Thì Mai như bị cục hứng. Cô buông lơi vòng tay trên cổ anh, hơi giận. Lúc nãy em chợt khám phá ra, anh với em sống như mấy người già vậy. Bộ cưới nhau rồi là không thể lãng mạn nữa hay sao? Để nội cái chuyện đi chơi, anh cũng không nghĩ ra. Em chán lắm. Huỳnh Nhiên nhíu mày. Cái gì em cảm thấy chán khi sống với anh? Em bắt đầu nhận thấy như vậy đó hả? Đang giận nên Thi Mai không nghĩ đến chuyện đính chính. Cô gật đầu. Chứ gì nữa? Chỉ mỗi một chuyện muốn đi chơi mà em ăn nói như vậy sao? Đừng quên mình là ai đó Thi Mai. Kết nối gằn gằn của Huỳnh Nhiên làm Thi Mai càng thêm tự ái. Cô mím môi. Anh muốn nhắc về thân phận của em trong nhà này chứ gì? Vậy thì đối với anh, em là con dâu trong nhà hay là vợ anh? Nói đi, để em biết mình phải làm gì. Cái đó có gì khác nhau? Khác lắm chứ. Nếu anh cưới em về chỉ để làm dâu cho gia đình anh, hoặc là để cho nội anh vui, thì anh là người vô lương tâm nhất trên đời. Xoảng một cái, lọ nước qua trên bàn phấn vỡ tan dưới đất. Thì Mai im bặt, mở lớn mắt nhìn Huỳnh Nhiên, sửng sốt. Lần đầu tiên cô thấy anh nổi nóng, thô bạo đến vậy sao? Mà chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Cô đứng yên như quá đá. Huỳnh Nhiên nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, rồi quay qua cô, cười gằn. Tôi muốn từ đây về sau, những chuyện như thế này không bao giờ xảy ra nữa. Tôi không muốn nghe dù nửa lời gây gổ, cô nhớ chưa? Thì Mai lắp bắp. Anh làm gì vậy? Ngay cả nói chuyện, anh cũng không cho phép. Anh... Huỳnh Nhiên ngắt lời. Nói chuyện hay trách móc, một trong những cái bất lịch sự là trách móc khi người khác đang bực mình. Cô hiểu điều đó không? Anh bỏ ra khỏi phòng vẻ mặt hầm hầm, còn lại một mình Thi Mai ngồi phịch xuống giường. Cô nhìn những mảnh thủy tinh chăm chăm, cảm giác bàng hoàng xâm chiếm, và cô ngồi chết dí một chỗ. Không thể nào tin được vừa rồi đã xảy ra chuyện như vậy. Huỳnh Nhiên có thể nổi nóng với cô vì một điều vô lý như vậy sao? Anh có phải là anh mà cô biết trước đây không? Cả buổi tối cô ở lì trong phòng, mãi đến khuya Huỳnh Nhiên mới về. Say khướt như lần đầu cô đưa anh về khi chưa quen. Cô nghe tiếng mọi người lao xao dưới nhà nên chạy xuống. Bà Hương và Thoại Anh đang dìu anh lên cầu thang. Thì Mai lẳng lặng trở lên phòng dọn giường. Cô nhìn Huỳnh Nhiên nằm say như chết mà cảm thấy buồn nản. Chỉ vì một chút phật ý mà anh phản ứng như thế sao? Bà Hương có vẻ không vui khi nhìn Thi Mai. Hai đứa có chuyện gì vậy Mai?
Thì Mai cúi đầu, phải nói hết những chuyện này đối với cô thật là khó khăn, vì nó quá vô lý. Nhưng cô cũng ráng trả lời. Dạ, tại lúc chiều con rủ ảnh đi chơi và trách ảnh lạnh nhạt với con chỉ nói có mấy câu, không ngờ ảnh đập đồ và bỏ đi như vậy. Thời Anh xen vào. Vậy là dẫn chứng nào tật nấy, không phải tại chị Mai đâu mẹ, chuyện đâu có gì đáng đâu, rõ ràng là ảnh chưa quên. Thoại Anh. Thời Anh im bặt, le lưỡi như lỡ nó vậy. Bà Hương nghiêm nghị. Cô đi ngủ đi. Dạ. Thời Anh đi ra cửa, cô chợt ngoái lại nhìn Thi Mai. Đừng buồn nghe chị Mai, tại tính ảnh vậy đó, chứ ảnh thương chị lắm, không thương làm sao cưới. Con nít mà nó bậy gì đó, về phòng đi. Dạ thì con đi nè. Thời Anh đi rồi, bà Hương quay qua Thi Mai. Con ngồi xuống đó đi. Dạ. Thi Mai ngồi xuống cạnh giường, đối diện với bà Hương. Bà nhìn cô chăm chú. Ở nhà thế này con buồn lắm phải không? Dạ không có, chỉ tại con muốn đi chơi thôi. Vợ chồng còn trẻ mà, những phút riêng tư là chuyện thường thôi. Nếu nó không dành nhiều thời gian cho con là vì nó bận công chuyện, con đừng buồn nghe Mai. Khi nào buồn thì rủ Thoại Anh đi mua sắm gì đó, hai chị em đi cho vui. Dạ. Bà Hương im lặng một lát rồi hỏi cô bằng giọng quan tâm. Con có buồn nói chuyện gì không? Cứ nói hết với mẹ đi. Mẹ biết là về sống ở đây con không vui gì, nhưng dù sao cũng còn có mẹ với Thoại Anh. Con có gì buồn thì cứ nói với mẹ, mẹ không để con thiệt thòi đâu. Thì Mai cúi nhìn những tấm gạch thở dài. Trong nhà này ai cũng quý mến cô, quan tâm đến cô, chỉ trừ Huỳnh Nhiên. Thật là một nghịch lý. Cô về nhà này để làm vợ anh, chứ đâu phải để làm bạn với Thoại Anh hay với ai, với một vai trò gì khác. Anh làm cô cảm tưởng anh nặng nặc mua cho được món đồ mình thích. Nhưng khi có được nó rồi thì đâm ra chán. Vì đã lỡ mua rồi nên không thể quăng đi được. Nếu cô là đồ vật vô tư, có lẽ anh đã làm như thế rồi. Thì Mai nói ý nghĩ này với bà Hương, cô thấy trong mắt bà lóe lên một tia gì đó, gần như đó là một sự hoảng hốt. Bà cố mỉm cười. Con nhạy cảm quá Mai, quá nhạy cảm. Nhưng con đừng làm khổ mình vì những cái mình tự nghĩ ra. Trong nhà này ai cũng coi con như người thân rồi, con không cảm thấy điều đó sao? Con thấy tình cảm đó ở mọi người trừ anh Nhiên. Thì Mai thầm nghĩ. Cô muốn nói ý nghĩ đó ra nhưng lại thôi, dù sao thì cũng phải biết dừng lại ở giới hạn nhất định. Bà Hương nhìn lên đồng hồ rồi bảo Thi Mai. Khuya rồi, con ngủ đi. Nó ra sao kệ nó, sáng mai nó tỉnh dậy mẹ sẽ nói chuyện sau. Dạ. Bà đứng lên đi ra và khép cửa lại cho Thi Mai. Cô quay lại nhìn Huỳnh Nhiên buồn và thất vọng. Cô thở dài bước tới tháo cà vạt cho anh, rồi bước xuống bếp lấy nước. Ngang qua phòng Thoại Anh, tiếng của bà Hương vọng ra làm cô tò mò đứng lại nghe. Đã mấy lần như vậy rồi, nếu con còn ăn nói không giữ miệng, mẹ sẽ cấm con nói chuyện với chị Mai, nghe chưa? Giọng Thoại Anh như thanh minh. Lúc nãy con chỉ định ăn ủi chị Mai, chứ con đâu có nói chuyện đó. Mẹ cứ làm như con còn nhỏ lắm vậy. Con hiểu chuyện anh hai chứ bộ. Nhưng có cần con phải nói ra không? Thì Mai nó thông minh lắm. Con cứ ăn nói lung tung, lỡ nó điều tra ra, con có đủ lanh lợi để giải thích không? Nếu chị Mai hỏi con sẽ... Thôi im đi, mẹ không muốn nghe con lý luận dài dòng nữa. Mẹ không hiểu hơn con sao? Trong phòng có tiếng lịch kịch. Thì Mai vội đi nhanh xuống cầu thang, muốn nhấc đầu lên vì suy nghĩ. Tại sao bà Hương lại sợ cô điều tra? Mà điều tra cái gì mới được chứ? Cô mang nước trở lên phòng. Cô lay Huỳnh Nhiên dậy uống trà. Anh trở mình nằm nghiêng lẩm bẩm. Cô ấy đã đi rồi, không bao giờ còn gặp nữa. Không bao giờ. Thì Mai nhìn anh đăm đăm. Cô hiểu anh nói gì. Cô định lay anh dậy hỏi, nhưng Huỳnh Nhiên đã làm cho cô kinh hoàng đến mức đứng phát dậy, né qua một bên. Cô nhìn anh nghiêng đầu nôn tóc nôn tháo xuống nền gạch mà rùng cả mình. Cô rất sợ phải dọn dẹp những thứ không sạch sẽ như vậy, nhưng bây giờ thì không thể nào tránh đi đâu được nữa. Cô bặm môi đi nép qua sát tường ra khỏi phòng và xuống nhà lấy nước lên rửa. Vừa lau dọn cô vừa bụm miệng, cố ngăn cảm giác cuồn cuộn ở cổ làm cô buồn nôn, đủ thứ cảm giác làm căng thẳng thần kinh. Cô bật lên khóc thổn thức một mình. Dọn dẹp xong thì đã hơn một giờ. Thì Mai cẩn thận thay áo rồi nằm nép vào sát tường. Cô nhìn Huỳnh Nhiên đầy giận hờn buồn bã. Anh vẫn ngủ mê mệt, và trong cơn mê anh lại nói lảm nhảm một mình. Cô thật là tàn nhẫn, tôi hận cô lắm, hận suốt đời. Thì Mai ngóc đầu lên, lăn người đến gần Huỳnh Nhiên cố lắng nghe, nhưng anh đã im lặng. Chẳng lẽ vì chuyện lúc chiều mà anh có thể hận được cô? Nếu giữa vợ chồng mà dễ thù hằn nhau đến vậy thì người ta làm sao có thể sống với nhau suốt đời? Thì Mai cứ ngồi yên nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Cuối cùng cô mệt mỏi ngã xuống giường thiếp đi.
một giấc ngủ đầy những ấn tượng nặng nề. Buổi sáng cả nhà ngồi bên bàn ăn, chỉ trừ Thi Mai. Bà Hương nhìn vẻ phờ phạc của Huỳnh Nhiên rồi nghiêm giọng: "Hôm qua con sai, vì lý do gì Nhiên?" Huỳnh Nhiên miễn cưỡng ngẩng lên: "Con gặp mấy thằng bạn, lỡ uống một chút, không ngờ lại sai như vậy." "Phải như vậy không? Đâu phải đây là lần đầu con như vậy. Lúc trước cả nhà đã khốn khổ vì con rồi, bây giờ con định bắt thêm cả con Mai chịu đựng hay sao?" "Cô ấy nói gì với mẹ vậy?" Huỳnh Nhiên nhíu mày: "Nếu nó phàn nàn thì con định làm gì nó? Gây như hôm qua nữa hả? Con biết tối qua nó phải thức đến khuya phục vụ cho con hay không? Đi về say bét, nôn mửa lung tung, con cứ vợ về bắt nó chịu đựng mấy chuyện đó sao?" Thấy bà Hương có vẻ bực tức, Thoại Anh vội xen vào: "Lâu lâu anh sai một lần thôi mà, sao mẹ gây gắt vậy?" "Con im đi. Còn Nhiên, con làm mẹ thất vọng hết sức. Lâu nay mẹ im lặng vì không muốn làm con khó chịu, nhưng con cứ làm hoàn toàn chuyện quá đáng, nhất là chuyện chiều hôm qua. Con làm chồng mà cứ xử như vậy được sao? Nếu mẹ gả Thoại Anh cho một người đối xử với nó như vậy, thà mẹ không cho nó lấy chồng còn hơn." Huỳnh Nhiên cố chịu đựng: "Hôm qua con không đưa cổ đi chơi vì con mệt." "Chuyện có gì đâu mà cô ta phải làm ầm lên vậy? Người làm ầm là con hay là nó? Đâu phải mẹ chỉ nói có chuyện hôm qua, mà từ lúc đám cưới đến giờ con có xem nó như vợ không? Lúc nào cũng bỏ bê nó, mẹ thấy còn ngại, huống hồ gì nó là người trong cuộc. Chuyện của công ty đã hút hết sức lực của con rồi, nếu là vợ thì cô ta phải biết thông cảm chứ." Giọng bà Hương giận thật sự: "Con đừng có ngụy biện, mẹ không hiểu ý nghĩ của con thì ai hiểu? Con cưới vợ gấp gáp như kiểu trả thù, tưởng mẹ không biết hay sao? Mẹ đồng ý vì nó là người có học, nết na. Dù sao con cưới vợ như vậy vẫn hơn là rước về đây một đứa con gái ích kỷ tham tiền." Huỳnh Nhiên lầm lì: "Mẹ muốn ám chỉ điều gì?" "Chuyện đó qua rồi, mẹ không nhắc lại nữa. Nhưng từ đây về sau, con phải có trách nhiệm với con Mai một chút. Chính con đòi cưới nó về, chứ có phải là nó tự ý theo con đâu. Sao lại cư xử như vậy?" Bà ngừng lại nhìn Huỳnh Nhiên như răng đe: "Nếu vì tình cảm mà để mất người vợ như con đang có, con sẽ ân hận suốt đời đó. Con hiểu mẹ muốn nói gì mà." Nhưng hết chịu đựng nổi, Huỳnh Nhiên đứng bật dậy: "Ngày mai có lên máy bay rồi, con có muốn cũng không làm được gì đâu, mẹ có thể yên tâm." Bà Hương điềm nhiên: "Vấn đề không phải nó đi hay ở, mà con phải chịu trách nhiệm về những gì con tạo ra. Con đừng quên mình đã có gia đình, đừng để tư tưởng bất ổn như vậy nữa." "Con không làm gì quá đáng với Thi Mai đâu, mẹ đừng lo." Huỳnh Nhiên nói như muốn kết thúc câu chuyện. Anh bỏ dở phần ăn của mình và đi lên phòng. Thi Mai đã thức, cô ngồi bó gối trên giường, dáng điệu vừa mệt mỏi vừa buồn bã. Nghe tiếng mở cửa, cô quay lại rồi hất tóc ra phía sau, bước xuống giường. Huỳnh Nhiên đến trước mặt cô: "Hôm qua em thức khuya lắm hả? Sao không ngủ nữa đi?" Thi Mai ngồi xuống trước gương im lặng. Cô thật tình không hiểu thái độ đó là gì. Cô cứ nghĩ anh sẽ lánh mặt cô hoặc không nói chuyện ít nhất cả tuần. Với một cơn giận như vậy, không ai có thể quên ngay hoặc xem đó là bình thường được. Chẳng lẽ vui buồn bất chợt là tâm trạng thường xuyên của anh? Thấy Thi Mai không trả lời, Huỳnh Nhiên nhìn cô trong gương rồi nhắc lại: "Sao em không ngủ nữa?" "Em không muốn, nhưng có chuyện gì không?" "Chuyện gì là chuyện gì?" Thi Mai với tay lấy chiếc lược, nhưng vẫn để yên. Cô nhìn chiếc lược để tránh nhìn anh. "Em không hiểu tại sao anh bỗng nhiên quan tâm đến em như vậy. Với em đó là chuyện không bình thường lắm. Có thể giải thích được không?" "Một câu hỏi mà cũng phải giải thích lý do nữa sao? Em thích làm khó anh lắm có phải không?" "Thực ra chẳng có gì thay đổi cả, mọi chuyện vẫn như cũ." Thi Mai nghĩ thầm, mắt cô nhắm lại buồn nản. Cô nói một cách rời rạc: "Nếu đã như vậy, em chẳng có gì nói nữa. Cho em rút lại câu hỏi. Xem như nãy giờ hai đứa không nói gì hết." Cô im lặng chải tóc. Huỳnh Nhiên vẫn ngồi đối diện với cô trong gương, im lặng nhìn vẻ mặt vô cảm của cô. Thi Mai buông lược đứng lên. Cô định đi ra thì anh lại lên tiếng: "Nếu có thể, em đừng bao giờ kể với mẹ chuyện của hai đứa được chứ?" Thi Mai quay lại mím môi: "Anh nghĩ em thích làm mấy chuyện đó lắm sao? Nếu mẹ không bắt nói thì chẳng bao giờ em kể ra. Em không phải mẫu người hay cầu cứu người khác khi bị ngược đãi." Huỳnh Nhiên nhíu mày: "Ngược đãi? Ai ngược đãi em? Anh hả?" "Người ta thường vô tình những khổ sở mà mình gây ra cho người khác. Anh cũng không nằm trong ngoại lệ đó." Huỳnh Nhiên cười khẽ: "Em dùng thái độ như vậy để đối kháng với anh có phải không?" Thế Thi Mai không hiểu, anh cười khẩy: "Có cần phải dùng cách trách móc và vận động những người trong nhà chống lại anh không?
như vậy không phải là người vợ lý tưởng đâu Thi Mai. Đàn ông ghét cái kiểu cô lập như vậy lắm. Em đừng quên, đây là nhà của anh. Thi Mai lặng người, nhìn Huỳnh Nhiên, lạc giọng. Anh nghĩ em là người như vậy sao? Em chịu đựng vậy là đủ lắm rồi. Anh không thể nói nhẹ hơn được sao? Cô bỏ ra ban công, đứng khóc lặng lẽ. Huỳnh Nhiên nhìn theo, khẽ cau mày bực mình. Thái độ nhẫn nhịn bất ngờ của cô làm anh hụt hẫng. Lại một trò quỷ gì nữa đây? Lúc nãy bị bà Hương răng đe, anh rất khó chịu với ý nghĩ. Thì Mai đã than thở với bà về anh. Đó đâu phải là cách cư xử hay của một người vợ. Muốn gì tại sao không nói thẳng với anh? Anh cũng không biết bực mình Thi Mai hay là bà Hương. Anh rất dị ứng khi bị mẹ lôi chuyện cũ ra để miệt thị Hồng Diễm, một đứa con gái ích kỷ tham tiền. Tại sao bà cứ xé vào nỗi đau của anh mãi vậy? Cảm thấy bực mình và bồn chồn, anh đứng dậy mặc áo ra khỏi phòng. Thi Mai nhìn anh lái xe ra cổng, cảm giác buồn tủi lại làm cô rơi nước mắt. Tại sao bây giờ mới biến nỗi buồn thành nước mắt? Cô đã bắt đầu nếm trải nó từ khi về nhà này, chứ đâu phải là cảm giác mới đây. Thì Mai ngước mặt lên, lau sạch nước mắt. Nhưng cảm giác giận hờn tủi thân lại làm cô không kìm nổi. Có lẽ những chịu đựng âm thầm lâu nay cứ tích tụ lại mỗi ngày một chút, để cuối cùng cô không chịu đựng nổi. Cô không hiểu tại sao Huỳnh Nhiên lại thay đổi lạ thường như vậy. Nhưng đâu phải ghét bỏ cô, cũng không ngược đãi. Nhưng đâu phải như vậy là đủ để hạnh phúc. Cái mà cô cần là tình yêu, nhưng hình như nó không có nữa từ sau khi cưới. Tại sao kỳ vậy? Anh chỉ cho cô cảm giác được yêu vào những ngày quen nhau, còn sau ngày cưới là cô chỉ sống với những hồi ức. Như thế gọi là tình cảm có được không? Thì Mai quay vào nhà, cô đi xuống bếp. Không có ai ngoài chị bếp đang giặt đồ. Bà Hương đã đi đâu đó. Thoại Anh thì có bạn. Thế là một ngày chủ nhật đi qua thật là quá cô đơn. Thì Mai thay đồ về nhà mẹ. Bà vẫn đang lây quay trong bếp. Thấy cô về, bà có vẻ vui lên. Thằng Nhiên đâu mà một mình con về vậy? Dạ anh bận công chuyện, để con phụ với mẹ. Thì Mai đáp qua loa rồi vào phòng thay đồ. Cô rất sợ hãi khi về nhà bị mẹ hỏi về Huỳnh Nhiên. Anh không khi nào đi với cô về đây, mà cô thì không dám rủ. Cô ít khi về thăm mẹ là vậy. Nếu sáng nay không cô đơn quá thì cô đã không dám về rồi. Tự nhiên cô thấy giận Huỳnh Nhiên. Anh làm cô khổ đủ thứ, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này cô biết nói với ai? Làm sao cô dám kể thật với mẹ rằng anh không bao giờ đi đâu với cô? Mẹ cô đã từng sung sướng vì gả cô về cho gia đình danh tiếng, nhất là cô có một người chồng yêu thương cô đến mức đòi cứ gấp gáp như thể sợ mất. Tóm lại, cô không đủ can đảm phơi ra trước mặt mọi người mối quan hệ tẻ lạnh với Huỳnh Nhiên. Cô đi ra ngoài phụ nấu cơm với mẹ và ở lại đến trưa. Nghĩ đến việc trở về nhà Huỳnh Nhiên, cô thấy nản vô cùng. Bỗng nhiên cô thèm trở lại thời con gái để được sống vô tư theo ý mình. Cuộc sống thiếu thốn thật, nhưng mình là mình. Nếu bây giờ chưa bắt đầu lại, liệu cô có dám chọn Huỳnh Nhiên hay không? Thì Mai về nhà đã quá trưa, vậy mà mọi người vẫn chưa về. Trong nhà vắng lặng như ở nơi không người. Thì Mai có cảm giác như vậy. Cô lẳng lặng đi về phòng. Cô quăng chiếc giỏ xuống giường, đứng bất thần một mình. Chợt có tiếng mở cửa bên phòng tắm làm cô giật mình kêu lên một tiếng. Huỳnh Nhiên đang lau tóc. Anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Em làm sao vậy? Sợ anh hay là bị bất ngờ? Thì Mai vẫn đưa tay chận ngực thở dốc. Không có gì, em tưởng chỉ có mình em trong phòng. Anh ăn gì chưa? Để em xuống dọn cơm cho anh. Anh mới về đó. Thì Mai đi xuống bếp. Cô vừa dọn bàn vừa lặng lẽ suy nghĩ về thái độ của Huỳnh Nhiên. Anh không tỏ vẻ gì là còn nhớ chuyện lúc sáng. Tự nhiên cô thấy mình thật nhỏ mọn khi cứ chăm bẩm với những ý nghĩ bất mãn về anh. Huỳnh Nhiên đã không làm cho quan hệ căng thẳng, vậy thì tại sao cô cứ phải cố chấp? Ngồi đối diện bên bàn ăn, thì Mai nói một cách bình thường. Lúc nãy em về nhà mẹ. Vậy hả? Mẹ hỏi anh đâu? Em bảo anh bận công việc. Vậy à? Huỳnh Nhiên nói một cách thờ ơ. Cảm giác bất mãn lại tăng lên, nhưng thì Mai cố kiềm lại. Mẹ bảo tuần tới anh về chơi. Để xem. Thậm chí anh cũng không hỏi thăm mẹ một câu. Thì Mai nghĩ thầm, Huỳnh Nhiên vô tình với tất cả những gì liên quan tới cô. Chồng vậy mà cũng gọi là chồng sao? Cô bỏ chén xuống đứng lên. Em nhức đầu quá, em muốn ngủ một chút. Cô bỏ đi lên phòng, ngã người xuống giường chán nản. Mới muốn thoải mái đó, bây giờ đã xét nét Huỳnh Nhiên. Mỗi lần về nhà là lại rơi vào ý nghĩ lẫn quẩn đó. Cứ thế này mãi, có ngày cô điên mất. Không muốn nhớ đến nữa, thì Mai với lấy quyển sách ở đầu giường, nằm sấp xuống đọc. Huỳnh Nhiên ngồi bên cạnh cô, nghiêng người tới, lấy quyển sách xếp lại.
Cô nhướng mắt nhìn anh. Anh làm gì vậy? Em nói nhức đầu, sao lại đọc sách? Thiên Mai nằm im, đầu gục xuống tay suy nghĩ. Có những lúc anh dễ thương như vậy đó, cũng biết quan tâm chăm sóc. Giá mà cứ được mãi thế này, sự cảm động làm cô bồng bột, nằm sát vào anh, hôn mặt anh một cách sôi nổi. Những lúc thế này anh thật dễ thương, anh biết không? Em chỉ cần như vậy thôi à, đơn giản vậy sao? Thi Mai vòng tay qua cổ anh thì thầm. Vâng, em chỉ cần như vậy. Em thích được anh quan tâm đến em, yêu em. Dù tình cảm của anh đối với em chỉ bằng phân nửa tình yêu của em dành cho anh, em cũng bằng lòng rồi. Huỳnh Nhiên có vẻ cảm động. Sao em nghĩ lệch lạc về anh quá vậy? Anh cưới em rồi, không phải bằng chứng của tình yêu sao? Nhưng có lúc em không thấy, em nói thật đó, anh có vẻ thay đổi quá nhiều. Lúc chưa cưới anh đâu có như vậy. Nhiều khi em có cảm giác anh mang em về đây vì một mục đích nào đó, chứ không phải vì yêu em. Huỳnh Nhiên nhìn cô thật lâu rồi nói rời rạc. Đừng nghĩ như vậy. Anh gỡ tay cô ra ngồi lên. Thi Mai nằm im nhìn vẻ thờ ơ bất chợt ấy, cô lại thoáng thấy cảm giác hụt hẫng. Nhưng Huỳnh Nhiên đã quay lại. Em đang nhức đầu, ngủ một chút đi. Còn anh? Anh muốn nằm một chút. Thi Mai lăn vào trong. Cô nhìn Huỳnh Nhiên với vẻ khó hiểu. Anh nhìn xa vắng đi đâu đó, hướng về một ý nghĩ nào đó mà cô không cách gì hiểu được. Lần đầu tiên cô khám phá ra rằng Huỳnh Nhiên còn một thế giới tinh thần khác, hoàn toàn khép kín. Cô lờ mờ cảm thấy thế giới đó không có cô tồn tại. Và tuy sống với cô, anh vẫn âm thầm dây dứt một điều gì đó. Mãi mãi cô cũng sẽ không hiểu được, vì Huỳnh Nhiên sẽ không bao giờ thổ lộ. Cô thấy mình bất lực vô cùng. Tự nhiên Thi Mai cảm thấy xốn xang. Cảm nhận này làm cô bất an quá. Cô quay mặt vào tường, âm thầm chảy nước mắt. Chương 6. Thi Mai ngồi một mình nơi chiếc bàn trống khuất ở hành lang. Sách vở bừa bãi trước mặt mà cô không học nổi. Buổi chiều xuống dần trên vòm cây trước mặt cô. Một buổi chiều thật ảm đạm, như trong lòng cô lúc nào cũng u uất. Có tiếng chân trên hành lang, Thi Mai nhắm mắt lại, tưởng tượng đó là Huỳnh Nhiên đến tìm cô. Cô nhớ lại những buổi chiều cô đã ngồi đây đợi Huỳnh Nhiên. Lúc ấy cả hai thật vui vẻ, lãng mạn. Đó là những ngày ngắn ngủi, cô hiểu thế nào là tình yêu. Bây giờ thì khác, chỉ mới một năm mà tất cả đã thay đổi hẳn. Anh sống bên cạnh cô mà tâm hồn luôn lang thang tận nơi đâu. Khi vui khi buồn, lúc yêu lúc không, hư hư thực thực. Và cô đau khổ nhiều hơn là sung sướng. Tôi có thể ngồi đây được không? Tiếng một người con trai hỏi làm Thi Mai chợt nhói tim. Có một lần Huỳnh Nhiên cũng đã hỏi cô như vậy. Sao câu hỏi giống nhau đến thế? Thi Mai mở mắt quay lại. Cô thất vọng vô cùng khi thấy Huy Lập đứng trước mặt. Dĩ nhiên không phải là Huỳnh Nhiên rồi, thất vọng làm gì? Cô ngồi nhích ra cười khẽ. Lập đi đâu vậy? Học ở đây à? Mình ở đây từ trưa giờ, định về nhưng mà thấy Mai nên ghé qua. Huy Lập vừa nói vừa ngồi xuống, ý tứ tránh xa cô. Anh nhìn mấy quyển tập rồi khẽ liếc qua Thi Mai. Mai học được không? Sao Lập hỏi vậy? Thế Mai đem nhiều môn quá nên hỏi vậy mà. Thực ra anh đã quan sát cô từ nãy giờ. Phía bên kia hành lang, cử chỉ thẫn thờ của Thi Mai làm sao qua được mắt của anh. Còn vài tháng nữa, ráng lên Mai, đừng bỏ học nghe. Thi Mai thoáng ngạc nhiên. Sao Lập nói vậy? Lập nghĩ mình học không nổi hả? Nhưng mà có đúng vậy không? Câu hỏi thẳng thừng của anh làm cô ngạc nhiên không ít. Có chuyện gì vậy? Thi Mai nhướng mắt. Sao tự nhiên Lập hỏi vậy? Mình có gì khác thường sao? Nói xong cô im bặt. Hỏi như vậy chẳng khác nào mở đường cho Huy Lập tìm hiểu cô. Đó là điều cô không muốn. Cô biết anh yêu cô ngay từ năm thứ nhất, yêu đến tội tình. Nhưng trong mắt cô, Huy Lập chỉ là một cậu bé. Cô xem bọn con trai cùng lứa là nhỏ hơn mình rồi. Họ không áp đảo được cô, và vì vậy cô không thể bị khuất phục. Huy Lập hình như cũng hiểu điều đó, cũng như biết mình không có hy vọng. Anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để Thi Mai không khó chịu, nhất là từ khi cô lấy chồng. Nhưng không hiểu vì sao gần đây, vào những ngày gần thi, anh trở lại quan tâm đến cô như vậy. Cả hai im lặng hơi lâu, rồi anh chủ động phá vỡ sự im lặng đó. Thi Bình có kể với mình chuyện của Mai. Mình lo cho Mai lắm, lo thực sự. Hy vọng Mai đừng giận chuyện này. Thi Mai ngồi im kinh ngạc. Cô giận Thi Bình đến mức không nói được. Chuyện riêng tư của cô chỉ dám kể với nó. Thế mà đúng là người thân nhất là người có thể hại ta nhất. Giọng cô lạc đi. Tôi không đồng ý các người xen vào đời tư của tôi đâu. Dù là sự quan tâm tội nghiệp, tôi ghét bị thương hại lắm.
Vừa nói, cô vừa gom tạp vỡ cho vào giỏ. Huy Lập hấp tấp thanh minh. Mai đừng giận như vậy, tôi nghĩ đến Mai thật tình mà. Tôi có lý do riêng không thể nói, sau này Mai sẽ hiểu. Nhưng khi Mai không nghe, cô gài giỏ lại đứng dậy bỏ đi, mặc cho Huy Lập ngồi sững người vì thất vọng. Anh nhìn theo Thi Mai cho đến khi cô mất hút dưới cổng. Tự nhiên anh đấm tay mạnh xuống bàn, bất lực và tức tối. Không phải anh tức Thi Mai, không bao giờ anh dám có ý nghĩ đó với cô, mà là tức giận Huỳnh Nhiên. Thi Mai sống đau khổ lặng câm vì con người mà anh đã từng tội nghiệp. Anh không chịu được điều đó. Huy Lập cảm thấy mình không thể im lặng được nữa. Sáng hôm sau, anh đến thẳng văn phòng công ty tìm Huỳnh Nhiên. Bất kể cô thư ký ngăn cản, anh ngang nhiên đẩy cửa đi vào phòng giám đốc. Huỳnh Nhiên có vẻ ngạc nhiên khi thấy Huy Lập. Anh đưa mắt nhìn cô thư ký, cô ta lúng túng. Tôi có cản mà cản không được. Ảnh tự ý đi vào mà không hề hỏi tôi, xin lỗi giám đốc. Huỳnh Nhiên nghiêm nghị. Được rồi, cô ra ngoài đi. Anh quay qua Huy Lập. Còn cậu, tìm tôi có chuyện gì? Huy Lập ngồi xuống đối diện với Huỳnh Nhiên, nói với vẻ hằn học. Tôi đến để nói với anh về chuyện của Thi Mai. Huỳnh Nhiên nhíu mày. Thi Mai, cậu biết cô ấy sao? Biết rất rõ, so với những gì anh hiểu về cổ. Chuyện gì vậy? Nói đi. Được, tôi cũng không sợ gì anh mà không dám nói. Huy Lập nhìn thẳng vào mắt của Huỳnh Nhiên. Anh có biết Thi Mai sắp thi tốt nghiệp không? Vậy thì sao? Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Huy Lập chợt nổi nóng. Anh làm chồng mà nói chuyện vô trách nhiệm như vậy sao? Tôi càng ngày càng hối hận khi lúc trước không nói với Thi Mai sự thật về anh. Huỳnh Nhiên lầm lì. Bây giờ cậu nói cũng còn kịp đấy. Huy Lập la lên. Anh đừng có thách tôi. Tôi im lặng vì sợ Thi Mai buồn thôi. Anh có biết từ lúc về làm vợ anh, lúc nào cô cũng đau khổ âm thầm không? Anh cưới cổ để trả thù chị tôi. Muốn như vậy, sao không tìm mấy người đồng lứa với anh mà cưới? Anh hại chi một cô gái ngây thơ như vậy? Anh biết cổ trong sáng lắm không? Vậy thì sao? Tóm lại là cậu muốn gì? Tôi muốn gì đâu có quan trọng. Ngay từ đầu tôi đã đoán ra tâm địa của anh. Nhưng tôi không dám nói với Thi Mai vì sợ cổ đau khổ. Sau này tôi mới nhận ra mình sai lầm. Sự im lặng của tôi đã gián tiếp làm hại cổ, lấy một người chồng như anh. Thi Mai than thở với cậu vậy tôi à? Hình như cô ta rất thích đem chồng ra than thở với người khác. Tôi sẽ dạy cô ta biết phải cư xử ra sao. Huy Lập tức đến đỏ mặt. Anh định hành hạ cổ thêm nữa sao? Anh không làm vậy thì cổ cũng khổ lắm rồi. Anh yêu chị tôi đến mức độ mù quáng, để nỗi không cần biết mình làm khổ vợ ra sao. Tôi chưa thấy ai vô lương tâm như anh. Nói năng cho cẩn thận đấy Huy Lập. Đừng có nói kiểu đó với tôi không sợ đâu. Tôi khuyên anh hãy quên chị tôi đi, quay về nghĩ đến Thi Mai một chút. Cổ đâu có tội gì mà bị anh cư xử như vậy. Nhưng chuyện đó cổ chỉ kể với người bạn thân nhất. Cô ta nói lại với tôi đó. Huỳnh Nhiên cười khẩy. Thi Mai đã vẽ chân dung người chồng cô ta thế nào vậy? Cần gì phải kể tỉ mỉ. Anh có hiểu tâm hồn cổ nhạy cảm ra sao không? Cô biết rất rõ anh không yêu cổ, nhưng không lý giải được tại sao anh một mực đòi cưới. Như vậy chưa đủ khổ hay sao? Nếu biết sự thật, cô còn bị thất vọng đến đâu? Ngừng một chút, anh nói như tức tối. Cô yêu anh đến như vậy, còn anh thì lừa gạt tình cảm. Nếu không thay đổi, có ngày anh sẽ phải trả giá đắt đó. Huỳnh Nhiên cười lạnh lùng. Yêu vợ người khác mà còn dám công khai phản đối chồng của cô ta. Cậu có biết mình vừa làm chuyện dại dột gì không? Huy Lập chợt ngồi im cứng họng. Anh không ngờ Huỳnh Nhiên phản ứng cao tay như vậy. So với Huỳnh Nhiên, khi còn đeo đuổi chị Hồng Diễm, bây giờ anh ta khác rất xa, cứng cỏi và bản lĩnh hơn nhiều. Huỳnh Lập buông thõng. Sao anh biết tôi yêu Thi Mai? Nhìn cử chỉ hùng hổ của cậu, chỉ có tên ngốc mới đoán không ra. Thế nào, có định thách tôi đấu súng không? Huỳnh Nhiên hỏi châm biếm. Huỳnh Lập phản đối yếu ớt. Tôi đâu có muốn đối đầu với anh. Tôi chỉ muốn nói để anh đừng làm khổ Thi Mai thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm khổ người khác. Cậu đi quá xa rồi đó. Hơn ai hết, cậu là người không đủ tư cách xen vào chuyện của tôi với cô ấy. Cậu có thể về được rồi đó. Huy Lập ngồi im. Phản ứng của Huỳnh Nhiên khiến anh không biết nói gì nữa. Ý định ban đầu đã bị Huỳnh Nhiên làm đảo lộn. Anh thấy mình không còn cách nào hơn là ra về. Anh đứng dậy cố vớt vát. Thì Mai sắp thi tốt nghiệp, chuyện này quan trọng với cổ lắm. Hy vọng anh đừng làm gì để cổ buồn nữa. Thay mặt vợ tôi, cảm ơn cậu đã có ý tốt. Chỉ phải tội là không đúng đối tượng đâu Huy Lập à.
Huy lập đứng dậy đi ra, anh nói với theo: Hồng Diễm lúc này thế nào? Anh đúng là người chồng vô lương tâm. Nói xong, Huy lập hầm hầm bỏ ra cửa. Tiếng đóng cửa thật mạnh làm Huỳnh Nhiên nhíu mày nhìn theo. Anh chợt cười gằn một mình, đúng là trò hề, thật là trớ trêu khi chính em của Hồng Diễm lại say mê Thi Mai. Anh không ghen, chỉ thấy tội nghiệp Huy Lập. Cách đây mấy năm, anh cũng đã từng khốn đốn vì mối tình đầu, cũng như Huy Lập bây giờ vậy, có thể làm tất cả những trò ngờ nghệch chỉ để thỏa mãn tình cảm bồng bột của mình. Tại sao Thi Mai không kể chuyện này với anh? Cô chưa bao giờ nói cho anh biết cô có một người yêu mình một cách cuồng nhiệt như vậy. Chỉ có tình yêu cuồng nhiệt mới khiến người ta làm tất cả cho người yêu như Huy Lập đã làm. Buổi trưa về, anh ngấm ngầm quan sát Thi Mai. Cô vẫn như mọi ngày, có một cái gì đó lặng lẽ trong mỗi cử chỉ. Nếu Huy Lập không nói, chắc chắn anh sẽ không khi nào nhìn hoặc quan tâm cô nghĩ gì. Liệu Thi Mai có biết chuyện sáng nay Huy Lập đến tìm anh không? Thật là buồn cười. Thấy cô ngồi chống cằm bên bàn, mắt nhìn đăm đăm trước mặt, anh đến đứng cạnh cô. Em đang nghĩ gì vậy? Thì Mai ngước lên nhìn anh ngạc nhiên. Không nghĩ gì cả. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Huỳnh Nhiên hỏi gặng. Có thật là em không nghĩ gì không? Thấy Thi Mai im lặng, anh mỉm cười đột ngột. Huy Lập quan tâm đến em nhiều lắm. Dù yêu hay không, em cũng đừng làm gì khiến người ta đau. Anh nói thật đó. Thi Mai ngẩng nhanh lên nhìn Huỳnh Nhiên, sửng sốt. Cô lạc giọng. Làm sao anh biết người đó? Tại sao anh lại không biết? Anh biết nhiều người lắm, biết thêm một Huy Lập cũng đâu có sao. Thi Mai im lặng một lát, rồi nói như thanh minh. Em không cần biết tại sao anh biết Huy Lập, nhưng em không làm gì trái với lương tâm, em nói thật. Anh đâu có nghi ngờ em, chỉ khuyên em một điều, đừng làm gì khiến người ta đau lòng, đừng chà đạp tình cảm người ta quá, những tình cảm như vậy quý lắm. Thi Mai ngồi im, nhíu mày suy nghĩ. Cô hiểu Huỳnh Nhiên nói gì rồi, nhưng thà không hiểu để đỡ đau lòng. Thậm chí anh cũng không hề bực mình hay xúc phạm. Nếu yêu cô thì anh đã không khuyên nổi như vậy. Cô rưng rưng nước mắt. Từ đó giờ em chưa thấy ai khuyên vợ mình như vậy. Em không mong mình có chồng là vị thánh đâu. Nếu khuyên em như vậy thì xin anh đừng nói thì hay hơn. Cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Huỳnh Nhiên lặng nhìn theo. Anh ngồi vào chỗ của cô thở dài. Thì Mai làm sao hiểu được nỗi lòng của anh khi khuyên cô như vậy. Bởi vì nỗi khổ thất tình của Huy Lập cũng chính là của anh ngày xưa. Anh không muốn có một người giống như mình. Huỳnh Nhiên đa cảm khi nghĩ về Huy Lập, đến mức quên bẵng rằng chính mình cũng đã chà đạp tình cảm của Thi Mai. Cũng không biết rằng cô đau khổ ghê gớm khi ý thức anh không hề yêu cô. Thi Mai trở vào phòng, mắt ráo hoảnh. Nếu không nghĩ đến em thì anh chấm dứt tình trạng này đi. Hai đứa cứ chia tay đi, em không đủ sức chịu đựng nữa. Huỳnh Nhiên ngẩng mặt lên nhìn cô chăm chú. Chỉ một chuyện như vậy mà em muốn chia tay với anh sao? Anh không biết mình vừa nói những câu tàn nhẫn nhất đối với em sao? Em không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Có nghĩa là em không muốn sống với anh. Thì Mai mím môi gật đầu. Huỳnh Nhiên cười khẽ. Tùy em, anh không có ý kiến. Quan hệ giữa hai đứa tồn tại hay không là do em quyết định. Thì Mai lặng người đứng yên đau đớn. Rốt cuộc người chịu thua cũng vẫn là cô. Cô những muốn anh phủ nhận tất cả những gì cô nói, nhưng hình như ngay cả điều kinh khủng đó cũng sẽ làm Huỳnh Nhiên có một chút hoảng sợ. Còn cô thì làm sao đủ can đảm thực hiện điều mình nói. Cô cảm thấy bất lực đến tan rã suy sụp. Và cô bỏ đi chỗ khác, để Huỳnh Nhiên sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt tủi buồn của mình. Buổi chiều thì Mai đến tìm Thúy Bình. Cô không chịu nổi sự cô đơn cũng như cảm giác uất ức. Nhất là đây là những ngày thi, cô muốn tìm sự khuây khỏa. Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông. Vô tình cô đứng lại bên lan can, nơi trước đây có lần cô và Huỳnh Nhiên đứng với nhau. Hơn một năm qua rồi, vậy mà cô cứ tưởng chỉ mới gần đây. Thì Mai nhiều mắt nhìn ra sông, ánh nắng làm cô bị chói mắt. Cô quay lưng về phía mặt trời, suy nghĩ miên man. Thiết Bình im lặng nhìn xuống nước. Thật lâu cô lên tiếng. Mày với ông ấy lại cãi nhau à? Hình như là vậy. Sao lại hình như? Tao với ảnh chỉ quen nói chuyện gay gắt, chưa bao giờ thân mật như vợ chồng. Với người khác thì đó là cãi cọ, nhưng với tụi tao thì chắc không phải. Cãi nhau thì còn có thể làm lành, còn những cuộc nói chuyện thế này thì chỉ thêm xa nhau. Im lặng một lát, cô lại nói bình thản. Mai mốt đừng kể chuyện của tao cho Huy Lập nghe nữa. Sao mày kể với hắn chi vậy? Đừng giận nha. Tại hắn quan tâm đến mày quá, tao không nỡ giấu. Tao không giận đâu,
Nhưng mà mày không nói thì sẽ hay hơn. Hình như hắn có gặp anh Nhiên. Mày biết anh ấy khuyên tao cái gì không? Khuyên gì? Anh bảo tao đừng nên đối xử xấu với hắn. Thí Bình nhíu mày. Anh biết như vậy mà không ghen à? Lạ lắm hả? Thí Bình bất mãn. Anh không là thánh đâu. Rõ ràng là không yêu mày đến mức sợ mất đó. Càng ngày ông ta càng làm tao bất mãn. Ly dị đi Mai. Yêu Huy Lập cho ông ấy sáng mắt ra. Thì Mai nhìn ra xa thẫn thờ. Tao làm chuyện đó không được. Nghĩ đến chuyện mất ảnh là tao chịu không nổi. Chẳng lẽ mày chấp nhận sống như vậy mãi? Tao cũng không biết. Có điều là tao rất sợ mất ảnh. Chắc tao chỉ còn biết chịu đựng. Miễn được sống với ảnh. Yếu hèn quá phải không? Tình cảm mà làm sao nói được. Chỉ có không yêu hoặc yêu ít ít, người ta mới có dũng cảm chia tay mà thôi. Không yêu hoặc yêu ít ít. Có lẽ mình ở trong trường hợp thứ nhất. Thì Mai nghĩ thầm. Cô nhớ những gì Huỳnh Nhiên nói mà càng cảm thấy đau khổ. Anh không hề lung lạc khi cô đòi chia tay. Vũ khí cuối cùng của cô đem ra để thức tỉnh anh đã hoàn toàn thất bại. Cô thật sự đã chịu thua rồi.